À, hôm nay sẽ đi mua cam đánh răng trước này, đầu tiên mua cái đánh răng ở đấy, mua cái loại này, 99 khoai, ok. Đấy, đây là khu vực sữa này, đây là khu vực sữa này, có rất nhiều các loại sữa, nhưng mà mình vẫn đang kết mua cái sữa dâu này, đấy. Sữa dâu này, mình sẽ lấy cái thùng này, lấy cái nốc này nhé. Mới chạy đi lấy cái giỏ này. Yeah, đây lấy cái sữa này, sẽ biết bao tiền tí thanh toán mới biết. Ok, đây là khu vực đồ ăn vặt thì mình sẽ mua thêm một gói bánh gạo này, đây, 60 khoai bánh gạo này. Đây, mình không lấy cái gói này nữa, đây mình để lại và mình sẽ lấy cái gói này. Đây cái bánh gạo như kiểu cái bánh gạo Nhật ở Việt Nam mình nhé, giá là 105 đài tệ này. Cho vào đây. Ok, mình sẽ mua thêm một cái đốc bơ min to này, này. Giá 23 khoai một cái đốc này. Đây kẹo extra cam 30 khoai cả, mình sẽ lấy luôn một cái túi này. Đây, một túi này. Và lấy một túi dâu ở dưới này, 45 khoai. Đây, ba cái này. Đây mình sẽ lấy thêm một cái gói đồ ăn này. Bim bim này, có giá là 125 khoai, 275 gram. Giờ sẽ ra thanh toán. Ok, không mua nữa. Phong phong lý nguyên phong. Ok, vừa để mua ở đây xong. Đâu cái hóa đơn ở đây. Hôm nay hết tất cả là 554 đài tệ đấy. Tất cả các món ở trong đây đấy. Mấy cái món đồ ăn vặt đây, 554 khoai mình đưa 600 đấy, người ta giá lại là 46 khoai đấy. Đấy, đấy. Nói chung là đây là cái phiếu. Cái này cũng có trúng thưởng, cái này 554 khoai. Cái siêu thị này là cái siêu thị vàng vàng. Đấy, đồ đây. Đại hơn là có cái xe điện đây, vừa mua thêm hai cái quần ở chợ đêm nữa, hết 200 khoai nữa. Hôm nay đi hết hơn 700, 78, 86 hơn. 600.000, gần 600.000 đấy. Hôm nay mượn được cái xe điện đi. Chứ mọi lần trước là mình đạp xe đạp. Mà lần này là mượn được cái xe điện của cái anh. Hôm nay ngày nghỉ mang ngày cuối tuần, ngày chủ nhật đấy. Nên là mượn được cái xe điện đấy. Lâu lắm mình không đi xe điện, mấy tháng nay rồi. Thì đang ở cái siêu thị này là cái siêu thị 24 giờ ấy. Cái siêu thị này nó bán 24 giờ luôn đấy. Ok. Đấy. Cái cửa hàng nét, cửa hàng thời trang lớn luôn đấy. Đấy. Các bạn ở bên này các bạn chắc các bạn biết cửa hàng đấy. Đấy, mình vừa chạy về đầu ngõ thì là nói chung là những cái đồ ăn này ấy, thì không phải là mình ăn trong một tuần là hết, nhưng mà nói chung là ăn nhiều sữa các thứ thì sữa thùng sữa nhiều ấy thì là mình ăn khoảng tháng hơn tháng mới hết, không mỗi ngày mình chỉ uống một hộp thôi. Rồi đồ ăn vặt linh tinh kẹo cao su thì nhai thì chắc là cũng nhanh hết thôi, còn bánh bủng các thứ thì ăn luôn thì chắc là khoảng tuần hơn tuần là hết. Rồi sữa thì uống lâu đấy, nói chung là mình chỉ ăn vặt linh tinh như này thôi chứ cũng không bim bim thì cũng ăn linh tinh. Cái bim bim này thì nó rất hay là nó có khả năng là mình ăn xong mình dính lại được, nó có cái dính dính như kiểu cái bông hai tai đấy, thì nên là ăn được lâu dài, nói chung là ăn được lâu dài thì là ăn trong khoảng
tuần hai tuần là hết đấy. Hết thì mình có thể là mình chưa mua ngay hoặc là ấy, bởi vì là tuần tới là Tết rồi nên là còn đi chơi các thứ nữa, nói chung là tốn tiền lắm ạ. Bên này thì mỗi lần mình ăn tiêu đổi tiền Việt rất nhiều nên là sang bên này các bạn mới sang ấy được tiết kiệm quá, bởi vì là nhiều khi là tiền ấy mình cứ quy ra tiền Việt nó tiếc tiền, nó sót tiền ấy. Nhưng này mình mới đến thế, như kiểu ngay như cái vấn đề mà kiểu đi cắt tóc ấy thì là một lần cắt thì hết 100 khoai ở bên Đài Loan ấy thì là đổi ra tiền Việt là 80, hơn 80.000, 90.000 đấy. Nói chung là cũng tiếc tiền ấy. Đấy là quán còn 100 khoai, còn nhiều quán là 200-300 khoai toàn hơn 200.000, 300.000 ấy. Tiếc tiền lắm, sót tiền nên là chả dám gọi là mua ăn tiêu chơi cái gì cả. Nhưng mà thôi các bạn mới sang thì đừng có tiết kiệm quá, mình nói thật đừng có tiết kiệm quá, ăn uống một tí. Nhưng mình cái thời gian mới đầu không sang ăn nhìn người rất là gầy mà đi làm mệt ấy. Đấy, mới cả mới đầu thì không nấu ăn thì được, cái toàn ăn cũng mua cơm quán ấy, nó không đủ lo bạn ạ. Đấy. Mà mỗi lần cũng 70 khoai, 78, 56, hơn 50.000 một suất, 60.000 một suất mà ăn không đủ lo. Bây giờ về ăn uống nấu ăn được thì nó tốt hơn. Trước ở cái nhà trọ cái ông chủ nhà khó tính ấy, thế nên là ăn uống các thứ nó cũng khó lắm. Nên nhiều cái nó cũng hơi mệt, hơi phiền phức. Đấy thì thôi thì bây giờ mình đi về đây. Đang về đây, chở đồ đây. Đấy. Hôm nay thì hiện đại hơn là có cái xe điện đấy, như lần trước là đạp xe đạp đấy, bây giờ là cũng mượn xe điện đi. Nói chung cái siêu thị nó cũng gần đấy, đi cách khoảng cây thôi, chưa đến một cây, gần một cây. Gần một cây là đến đó. Thì thôi đây là quay lại một cái video gọi là cũng vui, gọi là đi mua đồ ăn vặt đấy, đi mua đồ ăn vặt linh tinh. Nói chung bây giờ cũng hết ý tưởng này, có cái gì quay được quay cho bạn xem này. Nói chung là cái video của mình đều gọi là mình định hướng là mang lại một cái mục đích hay là một cái gì đó. Đấy, để cho các bạn xem, ví dụ như kiểu là các đồ ấy thì mình cũng thường là mình quay đồ, mình quay giá và mình nói chia sẻ với các bạn xem là đắt hay rẻ hay là quy ra tiền Việt nó là bao nhiêu. Nói chung là những video của mình quay ra thì đều có một cái mục đích gì đó cho các bạn để các bạn biết thêm thông tin. Đấy. Thì thường là như thế, còn thực ra video của mình thì cũng nhảm mà. Thế nên là lượt xem của mình rất ít, mà các bạn bình luận thì cũng có bình luận nhưng mà thường bình luận rất ít, hoặc nhiều khi mình bình luận lại các bạn cũng không bình luận lại trả lời. Thế nên là mình cũng không biết, là nhiều khi nhiều bạn hỏi câu hỏi thì mình đọc mình cũng không hiểu, mà mình trả lời thì các bạn cũng không trả lời lại. Thế nên là mình cũng không biết để mà tư vấn và chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn nào thực sự quan tâm vấn đề gì đó bình luận thì mình trả lời, thì các bạn nếu mà còn thắc mắc thì cứ trả lời lại giúp mình. Đấy, để mình giải đáp cho nhiều bạn không biết cứ hỏi ấy. Đấy. Thì thôi cảm ơn tất cả bạn xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Đấy, đây là video đi mua đồ ăn vặt của mình. Đấy, thì mua tiểu ở tại siêu thị 24 giờ. Thực ra bên này thì rất nhiều cửa hàng tiện tạp hóa, như ở Việt Nam mình cũng bán rất nhiều cửa hàng tiện lợi, thì cửa hàng tiện lợi nó đắt hơn ở siêu thị. Siêu thị như này thì nó rẻ, nên mình đi cái siêu thị 24 giờ Đài Loan, cái siêu thị này ở đây rất nhiều. Đấy. Siêu thị này hoặc là cái Pixmart ấy, cái đồ bán đồ ăn ấy cũng có. Đấy, nói chung là bên này thì nói chung là cái gì nó cũng tiện, tiện hơn ở Việt Nam mình rất nhiều, nó thật là như thế. Mình tạm biệt tất cả các bạn, bye bye, mình đi về đây.